Cái không gian gì mà sao nó kỳ lạ quá vậy? Vậy thì làm sao có chỗ để đứng mà dẫn chương trình đó trời? Ghê như thế này mà Lạc Hoàng Long với lại Tuấn Dũng dám vô đây để ở. Kinh khủng quá. Thôi đi cho nó chắc. Dạ, con đi mướn phòng nhưng con không ngờ con đi lạc vô công viên khủng long. Ở đây là cái dãy phòng trọ của nhà người ta chứ công viên gì. Ồ vậy là đúng rồi. Yeah. Hết phòng rồi. Ờ uổng cái dè quá à. Khổ ghê luôn á. Thôi ra khách sạn ở đi cho nó lành. Ờ còn phòng. Sao lại nó hết phòng? Đúng á, là ở đây còn một cái phòng không có người ở. Nhưng mà ma ở. Ma ở đây nhiều lắm. Má radio nè, má giường nè, má chiếu nè, má bóng đèn nè, chịu không chịu, ở không chịu thôi. Bà xạo trên đời lại làm gì mà có cái vụ má radio. Đâu mà chá. Ở đúng không? Ở đi vô. Khoan. Má, sao có anh này anh tới đi hoài vậy? Trời đất ơi, mày tới đi làm gì mày tới hoài vậy mày? Cô ơi, cho con thắp cho chị con nén nhang xong con đi liền nha cô. Không có cúng kiến thắp nhang như vậy phòng trọ của tao mà cúng kiến thì đi về, đi về. Dạ, con biết rồi, dạ. Đi vô đây. Chán nản cái cửa thì ghê má. Bấn nha. Bấn luôn đi. Sao mà cửa nhà bà muốn bấn là bấn gì? Nhà tao muốn làm gì tao làm mày. Đó phòng của tụi con nè, chịu chưa? Dạ chịu. À cô, tháng nhiêu ạ? 800. Ơ rẻ quá. Đặt cọc 3 tháng. À, cũng rẻ lắm đâu. Không cần khỏi ở mày. Ở. Nè chị có phòng nè. Dạ. Đó giữ đi. Cô không có cửa sao mở? Giữ tượng trưng đi trời. Ê mà quên, cô nói nè hai đứa, căn phòng này nha, các con nha, không được dịch chuyển bất kỳ đồ đạc gì nghe chưa? Nghe chưa? Với lại á, trong phòng này nhiều ma lắm. Cái thằng radio nó muốn nói gì nó nói nè. Cái bóng đèn nè nó muốn chiếu thì nó chiếu. Cái gương nó muốn hát thì nó hát. Đặc biệt nha, lúc 1 giờ đêm đồng loạt tụi nó ùa ra hết. Cứ thấy hiện tượng lạ gì thì đừng quan tâm, quên nó đi. Cô nhưng mà sao vậy cô? Tao nói đừng quan tâm. Cô nhưng mà sao mình không quan tâm cô? Tao nói đừng có hỏi. Nhưng mà sao không hỏi? Tao đâu có biết, tao trả lời. Ông chọn mới rồi. Ông chọn mới vô tắm luôn. Ê, xong vô tắm luôn nè. Thôi tao không tắm đâu. Sao vậy? Tao sợ dơ cục xà bông. Ơ mày bị điên à? Cái người mày không sợ dơ dơ sực cục xà bông. Ha. Ơ không được. Sao vậy? Ơ tao vô với tao mày tắm chung hả? Mày điên quá, có mặc đồ mà. Mở cửa ra. Đại gia. Ê. Cái gì? Không ấy tắm sơn mặt bên kia rồi nhìn mặt mày đã khó tắm lắm. Mày khùng quá à, mày quay qua bên đây mới là khó hơn á. Vậy hả, vậy xây lại đi. Oh my god, cái gì mà có chút xíu vậy? Xíu à, ấy kinh quá. Mày biến quá cái gì vậy? Phóng nó to cha. Mày điên hả? Sao mà to được? Cái cục xà bông này biết bao nhiêu người xài rồi, bây giờ tới tao với mày nó phải còn có nhiêu đây thôi à. Chia đi. Tao tắm trước. Chi một miếng không được á. Sao mà được? Tao ấy là tao phải tắm trước chứ. Tao quên. Ở trong cái ba lô của tao á có dây xà bông, mới lấy đi. Ê Dũng ơi. Nó còn có một bịch chứ không phải một dây nha. Chắc xài nhiều quá còn một bịch á, lấy một bịch thôi. Ủa dạo này mày chơi dầu gội đầu của Mỹ hả? Sao hả? Nó có trái ớt nè. Thằng khốn nạn. Bịch xà bông mày không lấy, mày lấy bịch tương ớt chi vậy?
Ủa, cái đèn nó bị cái gì ra, sao coi sửa lại coi. Ôi, từ từ đi, gọi xong cái đã. Chắc sửa không được thôi, để vậy ngủ luôn đi. Dũng ơi. Cái gì? Ngày mai á mình đi cắt tóc với Nga, tóc mày dài quá, chơi trò này vui lắm nè. Đâu có, theo phong thủy đúng tháng tao mới cắt tóc mày. Ủa sao cái cánh tay mày dài quá vậy? À, cánh tay tao dài để tao sửa bóng đèn cho mày á. Mày đi đâu vậy? Mày nằm xuống ngủ đi. Đâu tao nằm ngủ mà. Ê khùng quá, mày nằm kế bên tao mà lăn qua lăn lại rồi mày ngước lên nữa rồi sao tao ngủ được? Mày điên liên quan tới mày. Mày nằm chung với tao. Mày khùng quá, mỗi thằng một giường mà tao nằm giường trên mà. Xuống Dũng ơi, Dũng. Cái gì? Lẹ đi. Sao? Ai la gì? Tao đập cái đầu tao vô cái giường. Trời, mày hậu đậu quá à. Sao, có chuyện gì? Hồi nãy tao thấy một hiện tượng lạ. Hiện tượng gì? Hôm nay tao có cái cảm giác nó kỳ lắm. Vậy hả? Thôi mình thức mình nói chuyện đi. Thằng này hậu đậu quá à. Sao vậy? Trời ơi, cái gói gì ông để trên giường đi, thả xuống đất chi cho nó dơ vậy? Mày điên hả? Cái gói ôm tao để đây mà, cái gói ở trên mày rớt xuống đó. Vậy hả? Lỡ dơ cho nó dơ luôn đi. Hồi nãy á, tao nằm kế bên một con ma nữ tóc dài. Hồi nào? Mới hồi nãy nè. Sao mày? Rõ ràng là nó nằm ở đây nè. Cái gì thấy ghê vậy Dũng? Bây giờ mày lo mày sửa bóng đèn đi cho mày đỡ sợ. Nha. Long ơi, Long. Hả? Lấy tao cái túi dít đi. Ê, mày để cái gói chi giữa đường vậy? Mày xuất cái gói đó đi. Có chưa? Trời đất ơi, tôi là ăn trộm, chẳng lẽ tôi nói tôi là ăn trộm thì tôi phải nói tôi là tôi. Trời đất ơi, con gái con đứa mà vô đây ăn trộm hả? Không có tiền thì mới đi ăn trộm, chứ có tiền đi ăn trộm làm gì? Mà tôi nói cho mấy anh nghe, tôi khổ lắm, tôi không có tiền ăn. Như lại tôi còn thiếu tiền nhà của bà chủ, tôi chưa có trả, mấy anh đừng bắt tôi, để tôi đi. Đi đâu vậy? Cướp chỗ khác. Trời đất ơi, bây giờ đi ra ngoài cướp rồi người ta bắt, người ta đưa lên công an sao? Hên là bà gặp hai anh em tôi hiền á, ở đây đi, tụi tôi tính cho. Em cảm ơn hai anh. Lên giường. Biết ngay mà. Thằng nào trước đây? Ý của thằng bạn tôi là kêu bà nằm trên giường này, đợi tôi suy nghĩ, tôi tính toán giúp đỡ bà đó. Ủa phải vụ kia hả? Tập về không ơi. Bây giờ nó tội nghiệp quá, tính nó sao giờ? Bây giờ tao với mày phải giúp nó. Nếu như tao với mày không giúp nó thì nó sẽ bước ra ngoài xã hội để nó đi cướp nhà băng. Đó công an sẽ bắt nó và hỏi là tại sao nó cướp. Lúc đó nó sẽ khai cho tao với mày không cho nó mượn tiền. Lúc đó ba đứa bị bắt lên phường nó thì bay bắt đi tù. Tao với mày sẽ bị phạt hành chánh vì cái tội mà thấy gái đẹp không cứu. Ê, dậy mày. Dạ anh. Mày thiếu bà chủ bao nhiêu? Dạ 520 ngàn. Trả được nhiêu rồi? Dạ 20 ngàn. Còn 500 ngàn lớn quá em trả không nổi. Này mày, tại sao mấy anh cho lại cho em tiền vậy? Không, không cho mày lụi tụi tao làm sao? Nó lụi tao trước nè. Nó đuổi ôm mày, nó xiên qua tao nè. Em cảm ơn mấy anh, em đi đây. Mấy anh tốt quá. Ở ngoài kia có nhiều người khó khăn giống em lắm. Để em kêu vô đây cho hai anh làm từ thiện nha. Đi. Trời đất ơi, ở đâu ra vậy? Thôi đi ngủ. Dũng ơi Dũng, mày ngủ mở radio nghe nha. Chuyện kể lúc không giờ, căn phòng ma ám. Long và Dũng
là đôi bạn sinh viên nghèo dưới quê lên phòng trọ để tá túc chờ ngày thi đại học. Dũng ơi, Dũng ơi, sao giống tao với mày quá vậy? Mày đi có trùng hợp quá. Hai chàng sinh viên ấy đã bị bà chủ phòng trọ áp độc ép mướn với giá 2,4 triệu 3 tháng. Lòng tao thấy sao giống tao mày quá vậy? Mày đi quá, trùng hợp quá. Hai chàng trai ấy trong căn phòng không biết làm gì, bèn đi ngủ trên chiếc giường đôi, nằm nghe radio cho dễ ngủ. Dũng nằm trên, còn Long nằm dưới. Ôi mày ơi, như thằng này nó kể chuyện, nó cầm cái điện thoại di động, mà định vị của hai đứa mình ở đâu á. Mày điên quá, trùng hợp quá. Trùng hợp cái gì, mày không thấy nó tả y chang căn phòng mình luôn hả? Chừng nào nó tả có cái gương người ta mới tin. Hai chàng trai bật dậy nhìn thẳng vào gương, hoảng hốt nằm xuống. Tao tin rồi, wow. Ôi, Dũng ơi, Dũng, đổi chiều nằm luôn đi. Hai chàng trai ấy cứ chằng chọc mãi không ngủ được, bèn trở mình sang phải, nhìn ra hướng cửa, thấy run run. Một chàng trai bèn trở mình sang trái. Thằng nào? Thằng nào cũng được. Không ngờ hai thằng lại làm cùng nhau. Một chàng trai định giơ tay tắt radio nhưng không dám tắt, bèn nhờ thằng giường trên tắt hộ. Ô Dũng ơi, Dũng, mày xuống mày tắt cái radio giùm tao đi. Thằng giường trên ngơ ngác nhìn thằng giường dưới với suy nghĩ trong đầu. Thôi đi kiếm dây điện rút ra. Nhưng nó không ngờ rằng radio làm gì xài bằng điện, nên quyết định đập máy để phá nát cuộc trò chuyện của chúng ta. Mày chết đi mày ơi! Mày im đi, im đi! Tao vẫn nói tiếp làm gì được tao. Mày lấy, mày dùng nó ra ngoài đường luôn đi. Ok. Ngoài trời rất lạnh, đừng quăng, tao sẽ giữ im lặng. Đắp chăn cho tao với. Mày đắp cho nó kín, nó đừng có hở một cái lỗ không gian nào để cho nó nói nữa nha. Xong nó nín luôn rồi. Tao đi ngủ á. Ê, cho ngủ chung đi. Sao mày không ngủ ở trên đi? Mày ra đi ôm ngủ trễn rồi. Mày gán mày chịu chứ. Không lẽ không cho cái mền luôn chứ? Mền mày đâu? Mền ra đi ôm nó chùm rồi. Thì mày tự mày ráng chịu đi. Trời, xin lỗi mày à. Tao chịu được mày. Mấy thằng ngủ một mình mà không đắp mền là dễ bị mộng du lắm. Trời. Mày làm cái gì vậy? Đêm mày không ngủ mày đứng trước kiến mày đánh đàn chi vậy? Mày điên, tao đang ngủ mà. Ồ, cái này là cái hiện tượng lạ. Đúng rồi, bà chủ mới nhắc khi mà gặp hiện tượng lạ đừng quan tâm. Và tụi mình phải cố quên nó đi. Người ơi, khi cố quên là khi lòng nhớ thương. Dòng đời là chuỗi. Mấy bạn làm gì mà mấy bạn lại mình dữ vậy? Chứ bạn là ai? Ở đâu ra vậy? Mình không có gì đâu. Mình ở bên phòng kế bên á. Nhỏ bạn của mình về quê rồi. Mình ở mình sợ ma quá, đi qua đây ở chung với mấy bạn cho vui. Trời ơi, biết nửa phòng dễ sợ luôn á. Ở đây ma của chúa luôn á.
Ôi nó coi nó đắp mền nó ngủ, mày để cho nó ngủ đi, mày nói người ta sợ kìa. Hai ấy, ấy tên gì vậy? Ờ, mình tên Trang. Tên Trang, tên gì? Ờ, rồi Trang là sinh viên hả? Ờ, mình cũng là sinh viên, còn hai bạn? Ờ, sinh viên luôn. Trang ở đây lâu chưa? Trang ở đây lâu rồi. Trời ơi, nếu mà ở đây lâu á, thì có nghe ai nói gì về cái hiện tượng lạ ở đây không? Ờ, trước đây căn phòng này nè, có một cô gái cũng là sinh viên trường nhạc truyện giống như Trang vậy đó. Nhưng mà một đêm á, cổ lên cơn đau tim, cổ qua đời mất rồi. Nhưng mà được cái gì nè, cổ đẹp dữ lắm. À, đẹp sao hả? Đẹp giống Trang. Trang dở thôi. Nhưng mà được cái là cô ấy hát hay lắm. Tối nào Trang cũng nghe cổ hát có một bài à, luyện thanh có một bài à. À, bài gì vậy? Na 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 na. Cái đèn chớp chớp là tại bà Trang bà hát cái bài của bà Ma, mà bà Ma bà mua độc quyền bài đó rồi. Đưa cover lại bài của người đã khuất. Ừ, nghe nói bạn biết đánh đàn đúng không? À, tôi là sinh viên mà có cái đàn phải biết đánh, chứ biết đánh làm gì ăn giờ. Chị đánh bài cho mình hát nha. Đánh ha, chơi nha. Đời sinh viên sống trong tình bản thân, khi nghe thêm hơn tôi nâng kiếm đàn, tính tăng tình tình tăng, cùng dắt nhau qua những ngày gian khó, cùng dắt nhau qua cõi đời sinh viên, rồi mai đây bước danh lợi phồn hoa. Những ngày thì đến, giờ nhớ nhau thật nhiều, giờ nhớ nhau ta ôm đàn guitar. Trời đất ơi, tụi bay bị điên hả? Tối rồi không cho ai ngủ, hát hò cái gì mà ồn ào quá vậy? À, tám thông cảm đi, tại phòng có người đẹp phải hát giao lưu á. À, ai đẹp? Ở đây nè. Mày điên hả? Cái phòng này có hai đứa tụi bay thôi chứ ai đâu nữa. Trời đất ơi, Tám ơi Tám, Tám bị cái gì vậy? Người ta ngồi vậy mà Tám không thấy hả? Cái ghế trống không hả? Trời ơi, người ta ngồi đây mà, ghế trống không cái gì? Mày qua đây, mày qua đây, mày nhìn thẳng vô cái gương đi. Tao nè, mày, thằng kia, còn ai nữa đâu căn phòng trống không? Cô là ai? Tôi là cô gái chết trong căn phòng này. Cái gì vậy hai đứa? Cái gì vậy? Tám. Từ nhỏ tới giờ Tám biết chạy không? Tám mập mà Tám chạy lẹ lắm con. Giờ làm cái quốc nha. 1, 2, 3. Chạy! Đi luôn đi. Trời đất ơi, chị ơi. Dũng ơi, mày đờ tao hát bài nào cho bà siêu thoát đi. Bay lên lên trên bầu trời rồi nhẹ nhàng rồi bay lên nó theo điệu đàn nhạc rồi bay lên cao bay lên lên trên bầu trời. Tôi chưa siêu thoát được. Nếu như chưa làm được một điều. Điều gì? Hai bạn có thể lấy giúp tôi cái ba lô ở trong gương có được không? Ờ trời ơi, Dũng ơi Dũng. Hả? Ok, sao hồi nãy tôi không có thấy. Trong một năm qua tôi đã che mắt tất cả mọi người, không ai thấy được đâu. Vừa rồi tôi thấy hai bạn đối xử với cô gái kia rất tốt. Tôi nghĩ hai bạn có thể giúp được tôi. Trong đó là 50 triệu tiền mặt và giấy tờ tùy thân của tôi. Đó là số tiền tôi đã đạt trong một cuộc thi hát. Tôi tính gửi về cho người thân ở dưới quê. Hai bạn có thể giúp tôi được không? Thôi được rồi, người sống tôi còn giúp, không lẽ người chết không giúp? Mà giúp xong rồi nhớ phù hộ chút đỉnh nha. Thân nhân là ai vậy? Chị Hai ơi, nếu chị Hai có linh thiêng á, nhớ phù hộ cho ba má có nhiều sức khỏe và phù hộ cho em để năm nay em có thể đậu được đại học nha chị Hai. Đó em nhớ trai chị Hai lắm chị Hai ơi. Đó là em trai của tôi đó. Học vẫn chưa chứng minh và giải thích được. Nhưng mà tao với mày á, chỉ cần làm đúng tính cách của một con người, làm theo những gì ba mẹ của tụi mình chỉ, có đức thì chắc chắn mặc sức mà ăn, chuyện gì cũng sẽ thành công.
thôi thì tất cả những gì tụi em diễn từ bây giờ thì người ta cũng đã công nhận và người ta cũng đã biết điều đó, mà chị nghĩ rằng ai cũng sẽ có những cái suy nghĩ như chị. Như vậy điểm số mà nghệ sĩ Kiều Oanh dành cho hai bạn là 10 điểm. Chỉ còn một tiết mục nữa, chúng ta sẽ biết được thí sinh nào sẽ phải dừng lại tối hôm nay. Trà Ngọc và Hữu Đăng sẽ mang đến tiết mục nào? Hãy chờ xem. Ôi, tí sữa dần mẹo thìn tị ngọ mùi thân dậu tuất hợi. Tú ra làm việc đi mấy đứa. Dạ. Trời ơi, sao giờ này rồi chưa có ai về hết vậy? Chị Xuyên ơi, em về rồi. Cậu ơi, chị Xuyên, một cái tên rất đẹp, cớ sao chẳng bát ngát hương sen mà lại hôi tanh mùi phèn. Thôi, không có được, không có được. Chị Sen. Cảm ơn cậu hai. Còn Út đâu? Cô Út chưa có về. Hả? Út chưa về? Dạ. Thiệt hả? Dạ. Tại sao giờ Út chưa về nữa? Tại sao vậy? Má ơi má, bây giờ cô Út nó còn chưa về, con lo quá má à. Nếu má trên trời cao, má có linh thiêng, xin má hãy phù hộ cho nó chết bờ, chết bùi, chết sông, chết suối, chết phớt, đâu luôn cũng được, đừng về nha má. Má, xin má hiển linh. Hello everybody, say yeah. Má không linh gì cả. Lời nói đầu tiên cho phép cô gái bé nhỏ có siêu năng lực mặc một chiếc áo bà ba màu. Cháu Bích Thái xin kính chào cả gia đình. Anh hai. Út à. Lâu rồi không gặp Út, hai nhớ Út quá à. Dạ tao. Người ngoài còn thấy đó em. Chắc tại mình diễn chưa tới. Sống thật đi. Ba con yêu nghiệt. Về. Đến chị. Trời ơi. Yeah, một điều. Nè chị Sen. Dạ. Về nãy giờ sao tôi không thấy cha tôi vậy chị? Dạ ông mới vừa đi được 5 phút. Đi đâu? Dạ ông đi. Đi đâu? Dạ ông đi. Đi đâu? Dạ đi lên công an. Chị Sen à, em với anh hai ở trên Sài Gòn làm lụng cực khổ, giao giá nhà cho chị, sao hôm nay chị lại để cha em rơi vào vòng lao lý? Thôi. Tôi nói ông lên công an á, để ông lập di chúc. Di chúc. Yeah. Cha về rồi nè mấy đứa ơi. Cha về. Cha, để con đỡ cha. Con đỡ chắc hơn cha. Con đỡ cho, để con đỡ cho. Con kia mày làm. Mày làm cái gì? Giặt cha tao hoài vậy mày. Cha đâu? Cha đâu? Cha đây nè. Con xin lỗi. Cha tha lỗi. Cha thật rộng lượng. Nhưng trong lòng cha vẫn ghim. Cha nào con nấy. Đỡ cha vô trường kỹ. Dạ. Ra con để tôi giật đỡ cha. Muốn ra chứ. Con muốn ra. Ôi. Cái bông bây giờ. Nó nghe nè. Tụi con lên trên Sài Gòn rồi, dạo này làm ăn sao rồi, kể cha nghe coi. Dạ chẳng giấu gì cha. Đoàn văn nghệ tạp kỵ của chúng con vừa mới đi lưu diễn ở châu Âu và đã gây được một tiếng vang lớn. Đứa à, có gì vậy mấy ba? Tiếng vang lớn. Mấy em khiêm tốn, tôi con giỏi vậy thôi à. Quá con ơi. Dạ. Trời, con nghe anh hai nói con tuổi quá hả? Sao vậy con? Con không có được như anh hai. 15 năm lăn lộn với đời á, con học theo tính của cha đó. Ừ. Con thương người lắm. Con thấy người nghèo, cái con cho tiền người ta. Vậy là tốt con đó cho con. Người ta, tốt. Cho người ta, cho hết luôn. Trời ơi con ơi, con cho hết rồi, tiền đâu con xài con sống. Đâu, con cho dây nặng lãi. Ác quá mà nghề đó cũng làm được hả tụi con? Được. Trời ơi, rồi cái tụi này là cái lính của tụi con hay sao mà hùng hậu dữ vậy? Dạ. Cho lui. Bây giờ cả nhà mình đông đủ rồi, mình làm sinh nhật nha cha. Dễ thương gì đâu hà. Trời ơi. Ê, tranh giành nhau con, hai anh em mới đồng thắp.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sinh nhật ai? Sinh nhật cha. Sao tụi bay thổi? Con xin lỗi. Con làm gì vậy con? Dạ cắn rứt. Trời ơi, là mày làm gì cũng lố người ta 15 tâm lý rồi con. Dạ em xin lỗi. Thôi được rồi, cái chuyện bánh kem này là cái chuyện không quan trọng. Dạ. Chuyện quan trọng ngày hôm nay là tụi con phải vô trong ăn với ba một mâm cơm gia đình, hiểu không? Cho ấm cúng. Chưa. Con thấy cha tuổi già sức yếu nên cần phải rèn luyện thể dục thể thao. Vậy. Con tặng cho cha một trái banh tennis. Ủa rồi cái vợ của cha đâu? Dạ banh không để chơi với vợ. Chứ chơi với gì con? Dạ bó đũa. Cha ơi, con không có số tiền lớn để tặng món quà thể thao mạnh mẽ như vậy như anh hai. Cho nên là con chỉ có một món quà nho nhỏ của mình thôi cha. Trời con em nó nặng quá kìa. Nó. Không, em ổn. Rồi, bây giờ dạ. Tặng cha làm sao đây? Dạ, đợi con chút xíu, con bay vô cái con đem bài lại tặng cho liền. Rồi, cẩn thận nghe con. Ê, con này nó tặng hồ bơi Phú Thọ hay sao vậy trời? Nhảy đó nghe cái tủng trời. Hello. Con ơi. Ôi, đâu rồi? Con ơi. Con đây nè cha. Ủa con ra đường nào con? Đường ống trượt. Trời ơi. Con tặng cho cha một món quà. Đây. Cái gì vậy con? Dạ đây là một củ sâm cao ly 24 vị bí đao Hàn Quốc, được trồng trên núi Phú Sĩ, hấp thụ tinh hoa trời đất, bay về Hy Mã Lạp Sơn, băng qua Ngũ Hành Sơn, rồi về tới núi Châu Đốc. Sau đó nó lăn lăn lóc ở ngoài đường. Con thấy bà kia đi ngang, bà lụm lên. Cái con nói, cô ơi có thể bán cho cha con không? Nó nói, ừ, trà cha. Ủa cha, đây là củ cải muối mà con. Trời ơi, con chuột chết nè. À? Trời, thùng rác nè. Trời tệ. Con xin lỗi con hai. Dạ xin lỗi con hai. Ôi sao mà tặng quà kỳ cục với con. Con tặng quà là phải có nguyên nhân của con hết á. Tại vì con biết nhà này có người tò mò. Mày gài hàng tao. Thôi mà anh em về giỡn chút xíu cho vui. Nó nghe hai đứa nãy giờ tặng quà đủ rồi. Làm ơn vô trong ăn với ba bữa cơm đi nghe. Đâu có cha. Tụi con á không có nhiều thời gian để cùng cha ăn mâm cơm này. Tụi con không có nhiều thời gian này để cùng cha ăn mâm cơm. Nói chung á là tụi con không có nhiều thời gian. Nói chung là tụi con thời gian không có nhiều. Trời ơi, tụi con về đây thăm cha mà tụi con nói không có nhiều thời gian. Chứ tụi con về đây là để làm cái gì? Để chia gia tài. Gia tài đâu chia? Cha, lại đây, cha bình tĩnh con nói cha nghe nè. Bây giờ cái cơ nghiệp nhà mình nó bự quá rồi cha. Mà cha già rồi, đâu thể nào mà cha cứ coi sóc nó hoài. Cha tính nhiệm ai trong nhà này cha giao hết cho người đó đi cha. Tính toán gì nữa cha ơi. Theo con thấy á, con là con trai duy nhất trong nhà này. Thì lẽ đương nhiên tất cả tài sản sẽ thuộc về con. Anh hai anh Tấu hài vui ghê á. Anh nghĩ sao vậy? Con chưa có chết mà. Con giỏi giang như vậy, cha phải đưa cho con là đúng. Đây nè, gia tài sẽ là của con. Của con? Gì ta? Gia gia tài. Ừ. Nó bị sao con? Tâm lý ông này không sao vậy cha. Đừng đưa nói cho mày mất hết. Đàn bà con gái giữ tiền vẫn tốt hơn chứ. Tốt cái gì mà tốt, tao biết. Tao phải giữ gia tài này. Tao phải giữ gia tài. Tại sao anh em tụi bay không thể nào hòa thuận như ngày xưa được giùm tao hả? Ngày xưa. Anh Tim ơi, tại sao trong tuyết lạnh có tuyết mà cánh đồng nhà mình không có tuyết vậy anh? Ngốc quá. Tủ lạnh có tuyết để đông đá hai cây cà rem mình ăn. Còn cánh đồng có tuyết làm sao anh đi đá băng được? Tôi không bóc. Trời ơi sao xương tôi men vậy trời. Nè cha. Trời ơi. Ơi cha. Tôi giữ chạy giữ tiền tốt hơn. Tôi giữ tiền tụi nó. Thôi. Bây giờ tụi con có cãi 100.000 lần đi nữa thì tiền cũng không về tay tụi con đâu. Tại sao vậy cha? Bà đã quyên hết tiền cho từ thiện rồi. Trời đất ơi. Cha nói cái gì kỳ vậy? Tôi về đây là vì số tiền này. Trời ơi, cha nói như vậy là chết tôi rồi. Tại sao vậy? Tại vì tụi con, lúc nào tụi con cũng nói với ba là tụi con ở trên kia giàu sang phú quý. Ở trên kia tụi con có nhà lầu xe hơi đàng hoàng. Thì về đây cần tiền của ba làm cái gì nữa mấy đứa? Cha, con nói cha nghe nè. Ngoài cái nghề cho dây tiền góp là cách đây 3 năm con còn thêm một cái nghề tay trái nữa. Nghề gì? Múa quạt. Là gì con? Đánh bài á. Sau khi đánh bài thì con thua hết gia sản rồi. Đã vậy về nhà con còn gặp thằng chồng của con nữa. Ê, tiền ơi. Tiền gì? Tiền rảnh gì? Tiền nhậu. Nhậu tiền đó tôi mình đưa nữa. Lẹ lên.
còn 50 ngàn nè. Ờ, đi đâu vậy? Anh tính làm gì tôi? 50 ngàn, tán 50 cái. Biết nãy đưa 30 rồi. Đưa mặt đây. Trời ơi. Ủa con chồng con. Ủa chồng con nó chuyển từ đập con sang đập ruồi mà sao con vẫn còn đau vậy con? Nó đánh biết con liệu luôn á cha. Trời ơi tội nghiệp con gái tôi. Còn con, thằng hai sao con? Con cũng tán gia bại sản rồi cha. Sao mà tán gia bại sản? Muốn quạt chung con nhỏ này. Trời ơi rồi sao có ai đánh mày không? Dạ có. Ai? Chồng nó. Tại sao đánh? Nó thích. Đưa bạn đó mày. Trời ơi, sinh có hai đứa con ra đứa nào cũng đam mê cờ bạc rồi cuối cùng bị một thằng đập ruồi đánh. Trong nhà này còn đứa nào bị đánh nữa không? Trời ơi, thằng đập ruồi, Quang Nghiệt. Trời. Tụi con ơi bây giờ á. Giờ giúp con thiệt cho tụi con là. Dạ. Ba không biết giúp tụi con sao chủ luôn. Chủ nợ nó bao vây con rồi, con mướn mấy cái này về rồi, thôi cha ơi. Ba đối nữa, ráng đi, hai đứa ráng chờ giùm ba một chút đi. Trời ơi, chờ gì nữa? Chờ tin nhắn tới. Tin nhắn gì mà chờ? Số tiền trong tài khoản của quý khách còn không đồng. Vậy là cha chuyển tiền cho người nghèo rồi, trời ơi. Chắc giờ này mấy người nghèo mừng lắm. Đang bi kịch ai nhắn tin nữa vậy trời. Tài khoản ngân hàng của quý khách vừa được chuyển vào 1,5 tỷ. Chuyện này là sao vậy cha? Cha ơi. Thì đâu có gì đâu. Cha là cha lấy tiền của cha cha chuyển hết cho người nghèo. Mà người nghèo đây là hai đứa. Cha ơi, con biết mà. Cha không bao giờ bỏ rơi tụi con được đâu. Ủa mày nãy tao nói có sai đâu. Mình nó cứ ăn chơi đi, hết tiền cứ về xin cha. Cha chắc chắn sẽ cho mình tiền. Con thương cha. Trời, cha là con tụi con hết mà. Ủa mấy người. Ủa, này là ai vậy cha? Gì vậy cha? Dọn đi mấy chú. Ê. Ê. Ủa nè. Đừng có sản. Sau khi mà chuyển hết tài sản cuối cùng của cha cho tụi con, cha phát mãi cái nhà này để lấy cái tiền trang trải về sau này. Con hiểu rồi đó. Dạ 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 mấy chú ơi. Mấy chú ơi, từ từ mấy chú. Bà ơi, tôi dạy con không có tốt. Lỗi này lỗi tôi nghe bà. Cái tiền mà ba chuyển cho bay đó, hình như lấy đã nợ hết đi. Còn nhiêu làm lại cuộc đời ha. Mà ba bây giờ ba thiệt là già rồi, nhưng mà ba vẫn còn sức khỏe. Tao đi làm được bay đừng lo. Ba không có mong bay nuôi ba ngày nào hết, mà ba chỉ mong đúng một điều thôi, là tụi con ra đời đáng sống cho đúng hai chữ tử tế giúp ba. Chim vươn đôi cánh mềm lạnh.
lặng lẽ kiếm chốn nào bình yên. Và dòng sông xanh kia nằm im như không muốn trôi, với màu áo rêu vỗ về đánh giấc chưa nghỉ ngơi. Trời đất ơi, ông chủ dặn sao chị ghen quá à. Đi đâu cũng phải có vệ sĩ đi theo hết biết chưa. Chị quên mất, mình nghỉ một chút nha. Cảm ơn mọi người, đi vô. Búp bê này là xinh đẹp, búp bê này là xinh quá, búp bê này là bạc vàng, búp bê chào mỹ ác. Em đang mơ mộng vì đang nhìn, ôi môi em xinh tựa như đóa hồng. Ôi tới rồi, ta đi tắm biển thôi. Ê, ê, tắm biển, vô trong đây tắm nè. Mày điên hả, đi vô trong tắm cho điện giật hả? Mày phải nên nhớ nhiệm vụ của mình là tiếp cận, gián tiếp và âm thầm bảo vệ cho Nhung, người yêu của tao. Nhung, tao, mày còn là ba đứa bạn chơi thân với nhau thời đi học nữa. Đứng lại. Cái gì? Bước ra đây. Hả? Tao nói mày bao nhiêu lần rồi, mày là con gái thì mày phải học và làm theo những cái tính cách của con gái, mày hiểu không? Cách sao? Cái chân mày á, con gái nó đi là mày phải bước chéo vậy nè. Đó. Cái mặt mày luôn luôn lạnh lùng. Nhưng mà mày nhanh nhanh nhớ là cái chân mày mày đừng bao giờ sụ giống tao. Hiểu không? Sau đó đó là mày dùng cái lực đùi của mày, mày tấn lên cho cái tay mày nó dẻo quá. Hiểu chưa? Làm như vậy mới gọi là con gái thật tuyệt. Vui là con gái hà, vui là con gái hà, yeah. The hey. Tao buồn cho bà ngoại mày quá. Bà ngoại mày có mình mày là cháu trai độc nhất, mà chưa gì mày nảy mầm rồi. Tức cảnh sinh thời thôi. Bây giờ làm nhiệm vụ chưa? Nghe tao nói nè, kể từ bây giờ mày phải gọi tao là bà ngoại. Thôi đi, kêu mày tao dễ xử hơn. Tao đi về. Thôi được rồi, bà ngoại. Đi như vậy được chưa? Thôi, đi đâu đây? À, vô ăn họp fan với chị Dương Hồng Nhung. Fan của chị Dương Hồng Nhung? Dạ. Fan tôi là fan nữ không à, đi về đi. Anh ơi, chứ không lẽ tụi em con trai hả? Con bé này thì được nè. Ừ. Bà kia già quá. Dạ, gì nó mới hai mấy tuổi à? Hả? 70 tuổi ngoại ha. Đúng đúng rồi. 70 tuổi rồi già nhưng mà là vẫn là con gái chứ đâu. Chỉ có khác một điều là tụi nó đẻ được, còn tôi hết đát thôi. Thôi mệt bà quá, hai người có thể hội duyên không? Không. Không đi về. Không, mấy giờ con xí xóa một lần đi. Bị hai bà cháu từ đường xa xa xôi lên đây bà. Xa xa xôi là ở đâu? Nghe chiêu Cà Mau đã cắm xào trên bờ kinh Ngã Bài. Tuốt ở dưới Cà Mau có trái chuối cắm vô cây xào ve. Yeah. Sao con gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Chẳng thấy ra chào, hổn về. Bà cháu tôi đến từ Vũng Tàu. Ủa, Vũng Tàu là ở đây mà. Tôi ở bãi trước. Tôi ở bãi sau. Hai đứa ở gần nhau. Rồi ta ở Vũng Tàu, sóng biển dạt dào. Trời ơi, tôi mệt ghê luôn á. Bây giờ như vậy, tôi không có nói nhiều. Đi về là đi về. Ngoài thấy chưa? Con nói ngoài rồi. Ở nhà coi cải lương thì không chịu, mày đặt lên đây coi nhạc xong chi. Ê, tao làm gì thì mắc mới gì mày bực mày cọc với tao. Ê, cho nó vô đi để nó chửi bà kìa. Ngoại kỳ quá. Nó chửi bà hai lần. Ngoại kỳ khôi quá. Ba lần luôn. Ê, con bé mày hổn nha mày. Hổn gì, thằng này phải dạy nó chứ. Trời ơi, con bé này bất thiếu vừa nha mày. Ngoại, sao ngoại bất lực vậy? Mày nghe chưa? Ngoại đã nói với con bao nhiêu lần rồi, dù xảy ra bất cứ chuyện gì đi nữa cũng không bao giờ được gọi ngoại là thằng. Ôi xin lỗi ngoại, ngoại ơi. Thà là mày im lặng để người ta tưởng mày ngu, còn hơn mày mở điện ra để người ta không nghi ngờ gì nữa. Cái thứ của mày là tao phải giết mày ngay. Nhiều trò quá, đi về đi, tôi không cho vô đâu. Ê, đứng lại. Kế hoạch B, hương tóc mạ non. Không được đâu. Tao nói được là được. Mày thấy cái thuốc mê hương tóc mạ non của tao có hiệu quả không? Xíu. Cái gì vậy? Vương. Mày phải trang bị cho thật kỹ chứ. Anh có điện thoại nè.
Sát thủ đầu tiên, đặc điểm nhận dạng: mặt ú ú, thân hình tròn tròn, mũm mĩm dễ thương, đặc biệt mê gái và có lòng trắc ẩn, với biệt danh Hung Tóc Đỏ. Rồi vị trí của nó ở đâu? Sau lưng hai đứa mày đó. Thì tao với mày sẽ tìm cách tiếp cận nó, coi nó chọn ai, lúc đó mình sẽ môi mình mối. Chắc chắn là nó chọn tao rồi. Tao đẹp hơn mày. Để tao. Hello anh. Trai, nghe nói rượu đây uống miễn phí hả? Ừ. Cho em một chai được không? Ừ. Cảm ơn anh. Em đẹp không? Không. Tới mày đi, thua rồi. Mày coi tao nè. Thế nào mày cũng chửi mày à. Cậu trai trẻ. Mời cô. Trời ơi, tôi tin không tin này, sự thật đó trời à. Cái này là cái gì? Sữa tươi. Wow, em đẹp quá. Tôi già như vậy mà anh cũng khen được nữa hả? Đẹp là đẹp cái chỗ già đó. À, thằng này thích lái máy bay bà già. Rồi lỡ mà tôi già hơn rồi sao? Thì càng đẹp nhiều hơn. Hãy làm bạn gái anh nha. Nếu nếu như mà làm bạn gái anh, ít ra anh cũng có cái nghề gì nó vững chắc, nó bảo vệ và lo cho tương lai em chứ. Em đã nói như vậy rồi thì anh không giấu em làm gì. Anh làm sát thủ. Anh được mướn tới đây để giết Dương Hồng Nhung. À, vậy thì chuyên môn của anh là đánh bơm, đâm thuê, chém mướn hay là bắn tỉa? Anh hạ độc. Hả? Anh hạ độc vô cái ly sữa hả? Không. Ly sữa này không hề có độc. Hai cái ly rượu này và cái chai con nhỏ kia đang uống mới có độc. Cái đưa, thế coi tao nói rồi, tao không uống sữa đi chứ mẹ thích sức khỏe cho chinh chinh nhỏ, không uống đi uống rượu. Uống rượu bà nội mày đó, mày lo cứu cháu mày đi. Trời đất ơi, anh ơi anh, bây giờ nó là cháu em á, nó bị như vậy rồi thì bây giờ phải làm sao anh? Anh không cứu được. Sao vậy? Bởi vì anh ghét nhất cái hạng con gái xấu mà bị đặt tự tin, anh phải triệt. Tôi làm đâu phải triệt tôi. Không được đâu anh ơi. Nếu như vậy á thì em sẽ chết chung với cháu của em. Cái ly này có độc đúng không? Đúng. Em sẽ chú. Ê, chết chung với nó luôn em. Đừng. Đừng. Sao mày uống vậy? Chứ để mày chết một mình tao sợ mày mặc cảm. Lòng ơi. Lòng ơi. Thôi được rồi. Tuy ta là sát thủ nhưng ta có lòng trắc ẩn. Ta sẽ cứu hai bà cháu bằng một lọ thuốc giải độc này. Đừng có mơ, từ từ. Bởi vì loại thuốc giải độc này không phải loại thường đâu, mà lần này phải giải độc bằng nụ hôn. Bà này với anh. Phước ai nấy hưởng đi. Tới mày đó. Thôi, cô gái không cần hung tôi để giải độc đâu. Yeah. Mà phải hung bà ngoại. Sao lợi dụng hai bà cháu dữ vậy? Long ơi. Long. Đừng làm chuyện ấy. Còn chần chờ gì nữa, che dù đi. Nhung ơi, hãy hiểu cho anh. Tình yêu không có lỗi, lỗi là ở thằng bạn thân. Bị cái gì vậy? Tôi quên nói với hai người là nếu như hai người uống cái lọ thuốc đó thì chất độc sẽ quay trở lại vào người tôi. Thấy hy sinh có đáng chưa? Rất đáng. Mà không đáng lắm đâu. Mày xạo quá, sao mày chưa chết nữa? Nó vẫn chưa thấm. Ủa đi đâu mà xách cái vali bự vậy? Đi phượt, đợi chừng nào thuốc thấm mới chết. Bye bye.
Vậy là xong một sát thủ. Yeah. Yeah. Có tin nhắn. Sát thủ thứ hai. Đặc điểm nhận dạng: mắt khí, mũi tẹt, miệng hơi hô. Và hắn có biệt danh là Khoa Chó Điên. Tao với mày phải tranh thủ đi kiếm nó thôi. Ok. Nhưng mà sát thủ đang ở bên cạnh Nhung kìa. Chính vì vậy bây giờ tao với mày phải tìm cách tách hai người đó ra. Mày yên tâm đi, Nhung rất là thương người. Nếu mà ai đó gặp nàng, Nhung sẽ ra tay giúp đỡ. Được, nếu như vậy thì tao với mày sẽ làm theo kế hoạch B. Bên đó làm cái gì, mình làm y chang như vậy. Ừ. Em dùng với anh một miếng sandwich dâu nha. Chính tay anh làm đó. Cảm ơn anh. Ngoài dùng với con miếng bông lan nho nha. Tụi ta cũng làm đó. Được rồi. Rồi cái trái nho đâu? Trong túi nè. Mày bẩn thỉu quá à. Em uống với anh chai nước suối này nha. Ngoài uống với con chai nước biển này nha. Cái nước gì mặn quá vậy? Nước biển. Trời đất ơi, huyết áp 190, ngoại tăng sông máu rồi con ơi, khó chịu cái bụng quá. Chết cha. Dương Giang nói ăn uống cái gì mặn quá là sanh con trai đó. Ngoài sao vậy? Ngoài chuyển dạ rồi. Anh ơi, làm ơn qua giúp ngoại tôi đi, ngoại tôi chuyển dạ rồi. Lẹ đi anh ơi, lẹ đi, cậu tôi sắp ra đời rồi. Bạn có sao không? Ừ. Đừng làm gì? Đó. Đừng làm gì? Đừng đi lâu, anh đi. Mày lại. Tao chính là thám tử. Còn mày, mày là sát thủ muốn bên cạnh để ám sát con Nhung đúng không? Tao hành động bí mật như vậy mà tụi mày cũng biết. Đúng là thám tử chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp cái gì, thằng bạn nó gửi hình thôi. Tao đã đưa Nhung đến nơi an toàn rồi. Điều bây giờ phải làm, xử thằng đây. Tụi mày lên. Mày đẻ gì vậy? Đẻ sao nữa? Mất chạy. Oh yeah. Mày ghé chứ vậy? Ghé cho nó vui chứ. Yeah. Lên. Cái gì mà nó chết vậy? Mùa này là mùa hạ. Mùa hạ thì nóng, tao tạt rất lạnh cho người. Nó nóng lạnh thất thường, nó sốc nhiệt, nó chết. Hoàng Hải. Tụi mày làm gì vậy? Sợ á. Tao sẽ đưa tụi mày về nơi an nghỉ cuối cùng. Là đâu? Bình Hưng Hòa. Gì xa vậy? Chứ mua ở đâu? Ở đâu biển, gần ra biển nè. Thùng quá, đưa ra biển trôi cốt làm sao? Tàu lao. Ê mày ơi, cái súng này cái súng giả nè. Sắc giả rồi. Ờ. Thằng này ghê mày. Tin chưa? Tin luôn. Được lắm. Bây giờ thằng nào sẽ chết trước? Mày hay là mày? Không cần nói nữa. Tao bắn thằng nhỏ trước. Yeah. Yeah, bà nội mày tao bắn trước nè. Sao vậy? Yeah, tên ông già tao. Mày chưa nghe qua tập đoàn yeah chó hả? Con này đúng là chó điên mà. Đồ cái tên ông già nó giết chắc cực lắm á. Đừng có tào lao, đứng lên. Tao đứng lên chi vậy? Tao bắn một lần một. Xí đi anh ơi. Đứng đây đi. Bạn chỉ ở đây. Đây, xiên qua đây. Cái cổ em cho em ngáp ngáp được chút. Sao mày ngu dữ vậy? Có phước cùng hưởng mà. Trời chết đi. Ê không được. Ê đừng mà. Ê tụi mày đứng, tụi mày coi game show hả? Vô đi. Tao đạn bắn quá trời, thằng nào trúng đạn vậy? Tao không có bị. Tao cũng không có bị. Tao cũng không bị. Ba mày bị đúng không? Không. Vậy chứ ai? Tao. Sao bắn tao? Ủa, thuốc chưa ngắm hả? Chưa ngắm, chưa đi phượt xong, chưa ngắm.
Đáng lý thằng này không có chết đâu. Tại nó đi vòng vòng để cho lạng đạt mà chết đó. Của tao. Tao không đạt. Quỳ đi, quỳ. Sao bắn tao hoài vậy? Tụi mày bắn chết đàn em tao rồi. Tao phải giết tụi mày. Nó hết đạn rồi. Yeah. Chết đi. Yeah. Nè. Đây. Ê, Long. Ê, tao dục đi. Sao mày không dục đi? Mày gần hơn tao mày dục đi. Thôi bây giờ tao thấy là mày suốt nha. Ok. Trời đất ơi, Long. Bây giờ vậy, tao giao nhiệm vụ cho mày, mày lượm trái bơm mày chọi, còn tao vô trong tao lượm dép tao. Ừ. Chọi đi. À chọi thôi. Ừ. Yeah. Chị Nhung ơi, ngoài đó nguy hiểm, nó đừng có ra, chị Nhung ơi. Ê Long, mày đi đâu vậy? Anh Dũng, hóa ra là anh hả? Nhưng mà sao anh ăn mặc gì kỳ vậy? Tại vì thằng Long nó nói là Nhung không muốn gặp mặt nó, nên nó phải cải trang như vậy nè. Nhưng mà nãy giờ chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao anh biết là có sát thủ muốn hãm hại em? Vì ba của Dung nói, ba Dung là một người rất nổi tiếng, giàu có rất nhiều bạn bè và rất nhiều kẻ thù. Chính vì điều đó, thằng Long nó sợ Nhung ảnh hưởng từ ba Nhung, nên nó luôn âm thầm bảo vệ Nhung đó. Mày nói cái gì đi Long? Tao đâu có biết nói gì đâu. Mày nói cái gì đi? Mày nghĩ đi. Gia đình Nhung thì giàu có, ba Nhung có thế lực, trong khi Nhung là một ca sĩ rất nổi tiếng. Tao chỉ là một thám tử hèn mọn, làm sao tao xứng đáng tình yêu của Nhung? Có đúng như không Nhung? Đúng. Nhưng đó là suy nghĩ của anh, không phải là suy nghĩ của em. Nhưng chính vì anh như vậy mà em mới phải đi tìm một người khác phù hợp với mình hơn. Và em đã tìm được rồi. Nhung có chồng rồi à? Chúc em hạnh phúc. Long, mày khùng hả? Con gái nó nói như vậy coi. Mày không coi phim hả? Tâm lý ngược, nó nói như vậy chứ không bao giờ có cái chuyện đó. Vậy em hả? Sắp kết hôn rồi. Mày coi phim gì vậy? Tây Du Ký. Anh nhìn đi, đây là nhẫn đính hôn của em nè. Nhưng mà trước khi em kết hôn, anh có thể cho em sống lại những giây phút đẹp nhất, những kỷ niệm đẹp nhất của ba chúng ta tuổi học trò, có được không? Anh... Tỉ lẻ đi. Long à, anh là một người rất là tốt. Cảm ơn anh thời gian qua đã luôn âm thầm bảo vệ cho em. Em tin chắc là rồi đây anh sẽ gặp được một người con gái khác yêu thương anh nhiều hơn em, tốt với anh hơn em. Em luôn mong anh hạnh phúc. Những chiếc giò xe chờ đầy hoa phượng, em chờ mùa hè của tôi đi đâu? Chúng có nhớ hồi xưa khi mà mỗi lần tới kỳ nghỉ hè là ba đứa mình hay đi xe đạp xuống Vũng Tàu chơi không? Nhớ. Chúng nhớ chứ. Ừ. Lúc đó vui ha. Ừ, lâu lắm rồi tụi mình mới có những kỷ niệm như vậy. Thằng Long có ra đâu kìa. Sao lúc nào mày cũng tới trễ vậy? Là cơn mưa răng răng ngoài cửa lớp, là áo ai bay trắng cả giấc mơ, là bài thơ còn hoài trong vở, giữa giờ chơi mang đến lại mang về. Cánh phượng hồng ngẩn ngơ, mùa hè đến trường khắp nỗi nhớ lên cây, và mùa sau biết có còn gặp lại. Tao ước gì ba đứa tụi mình mãi mãi là bạn với nhau, có được không? Được lắm. Mối tình đầu của tôi là cây đàn buông tiếng xa xa. Niềm vui đến xuân mang tình yêu tới, muôn chim hòa ca trong nắng mới. Hoa mai đào khoe sắc hương xuân chẳng ngây ngất, ta
nghe trong lòng rộn ràng rất vui. Xuân cho màu xanh lá còn tim bình yên quá, phương xa người về quê đón Tết. Ô kìa mùa xuân đơm hoa ngập cây trái, nắng chiều lấp lánh trên cành mai. Anh hai! Cái gì? Mọi người về hết rồi đó. Mình ở đây làm gì vậy? Mình tới đây để làm một nhiệm vụ rất là quan trọng. Anh hai ơi, nhiệm vụ gì? Em đói bụng quá à. Bởi vì đói bụng anh hai mới dắt mày tới đây nè. Mày biết không, người ta đồn ở đây cái miếu này á có thờ hai ông thần tài với thổ địa, rất là linh thiêng. Tết nhất người ta cúng trái cây ở đây rất là nhiều, hiểu không? Mình tới đây tha hồ muốn ăn cái gì cũng được. Muốn ăn cái gì cũng được luôn hả? Anh hai ơi, vậy bây giờ cho em ăn liền đi. Được, theo anh hai. Ăn cho nhiều vô, đừng có chừa anh hai nha. Ngon. Anh hai này, nghĩ sao đưa cho trái dừa vậy, làm sao mà cắn ăn được? Thôi bây giờ dẹp mấy cái trái này, đây khó ăn lắm. Ở trên kia cúng nhiều trái cây ngon hơn kìa. Từ từ để tôi nông thần tài nấu đĩa đàng hoàng lịch sự mày. Dạ, hai anh em con định đói 7 ngày nay rồi, con xin ông thần tài thổ địa cho hai anh em con xin một ít trái cây nha ông thần tài thổ địa. Chủ nghĩa liên minh lặng thinh là đồng ý, con cảm ơn hai ông. Ăn được chưa? Lên đây, lên đây. Đâu đâu đâu? Trời ơi, cúng nhiều trái cây quá mày ơi. Cho mày nhìn kìa. Trời ơi, hai bên này nè, cầu vừa đủ bầu. Hả? Cho bên này nè. Gì vậy? Cầu dòng ống tố. Ôi hai ở bên này nè, cầu hầm thủ thiêm. Ủa cúng gì cúng công trình cái gì trời? Anh hai ơi, cầu được quán quân. Ăn mày của anh hai. Em ăn cái này mà. Chết rồi, chết rồi, ngã tư tưởng ông thần tài thổ địa ơi. Bây giờ anh hai ơi, giờ sao? Bây giờ bình tĩnh, bây giờ sửa hai ông ngồi dậy mau lên. Dạ con xin lỗi ông thần tài thổ địa, con không cố ý mạo phạm tới hai ông. Dạ em sửa xong chưa, ổn chưa? Em sửa vậy nè, ổn chưa anh? Sao ổn chưa? Ổn. Giờ thôi đi nha. Đi. Ê, có người vô kìa. Chết rồi anh hai ơi. Anh hai ơi, có người vô kìa anh hai. Giờ sao anh vô, hai? Vô, có người vô rồi. Mình ta phát hiện thấy hai cái tượng hư thì người ta chửi mình chết. Bây giờ, bình tĩnh. Bây giờ nghe lời anh hai, xin hai cái tượng này vô mau lên. Thiên vô, thiên vô đâu? Thiên vô trong. Thiên vô trong hả? Thiên vô trong phi tan đi, người ta thấy bây giờ. Được chưa anh hai? Được rồi. Ra đây. Anh hai. Mặc bộ đồ này đi, anh hai mới lượm trong góc tủ á, đẹp dễ sợ không? Hay bây giờ à? Ở đây có rất là nhiều người vô cúng, bây giờ mình ra liền là người ta phát hiện á. Bây giờ mình làm sao? Mình giả dạng ông thần tài thổ địa, mình ngồi đây mày hiểu không? Trời ơi, anh đang nghĩ sao vậy? Tự nhiên giả dạng cái mặt hai đứa mình, hai đâu có giống ông thần tài thổ địa đâu anh hai. Bây giờ mình dụ đi, mình ngồi đây người ta cúng mình xong rồi mình bỏ chạy. Nhưng mà có giống đâu mà làm. Mày thiếu cái râu, tôi vẽ râu cho mày. Giống chưa? Đúng rồi. Anh hai thiếu má hồng của ông địa nè. Đợi xíu nha. Giống mày đó, hồng rồi đó. Thả vô nữa kìa. Đúng chỗ này rồi. Dạ, con lại ông thần tài, ông thổ địa. Con xin lỗi vì làm phiền hai ông nửa đêm. Tại vì con không dám đi ban ngày, con sợ sạm da. Nhưng mà hả, con nghe nói là cái miếu này linh dữ lắm. Người ta tới người ta cúng trái cây, vừa cắm cây nhang xuống thôi, chưa đầy 3 giây là đồ ăn hết sạch rồi. Cho nên hôm nay con mới cúng con. Linh quá. Dạ. Ai ăn cứ ăn tự nhiên đi. Ăn tự nhiên. Nè. Cầm. Âu nè. Cầm đi. Âu nữa. Ăn vô. Nuốt đi, không bội mà mắc cỡ chi vậy? Ăn là trứng cho con rồi nha hôn. Dạ, con lại hai ông.
chẳng giấu gì hai ông á, cái số con là cái số sát phù, cho nên hai ông phù hộ cho con làm sao á mà cái thằng chồng thứ 8 của con á nó ăn đời ở kiếp với con, chứ đừng có chất yểu như 7 thằng kia là hai ông muốn ăn cái gì á con cũng cúng hết. Được, ta sẽ giúp cho thiện nữ thôi. Dạ. Chẳng hay thiện nữ u hồn cung hoàng đạo là gì? Dạ, con cung xử nữ. Rất hợp với cung của ta. Ủa, ông cung vậy? Ta cung văn hóa lao động. Anh hai. Cái gì? Giờ hai ông không giúp con hả? Con ra ngoài con cắm đầu con chết cho hai ông rồi. Nữ ơi, đừng có manh động. Nếu như nữ muốn có một tấm chồng yêu thương nữ đến suốt đời thì hãy nghe lời của ta. Vào đúng sáng ngày mai, đúng 5 giờ, xuất hành ra khỏi nhà theo hướng đông nam, đến tìm một cái chợ gần nhất, mua một con gà mái dầu. Đúng 12 giờ đêm, làm thịt con gà mái dầu, lấy cái mề gà chôn đằng sau cái lu nước. Đúng 7 ngày 7 đêm, đào cái mề gà lên cầm trên tay và hửi. Rồi sao nữa ông? Thúi quắc. Rồi liên quan gì tới thằng chồng của con? Vấn đề là phải tìm được người đàn ông nào hửi cái mề gà này được 5 giây thì nó sẽ chịu được nữ suốt đời. Tại sao? Tại vì bà thúi y như cái mề gà vậy đó bà nội. Thúi gì thúi quắc à? Mặt đẹp mà thúi quắc. Thúi thiệt. Trời ơi, hay quá. Dạ con lại hai ông. Hai ông yên tâm, con sẽ đi tìm cái mề gà liền. Dạ con cảm ơn hai ông. Thấy chưa? Hay không? Quái đó, chạy đi về đi con lên. Thôi đi về đi mọi. Đi về. Ê, anh hai. Con người nó kìa. Anh hai, con người nó kìa. Con lại ông thần tài thổ địa. Con biết đêm hôm khuya khoắt như thế này con đến đây là không có phải, nhưng mà con mới nằm mơ thấy một giấc mơ. Con sợ con ngủ tới sáng mai là con quên mất, cho nên con phải chạy liền tới đây. Xin ông thần tài thổ địa cho con một con số, ngày mai mà trúng đề con cúng cho hai ông mỗi ngày gói thuốc. No smoking. Dạ hiểu. Chắc có lẽ hai ông hút nhang rất lũng phổi rồi. Ngày mai con không có cúng thuốc, cúng con heo quay nghe. No. Tại sao lại no? Ngán. Tại sao lại ngán? Mới ăn xong. Vậy con phải cúng cho hai ông cái gì? Cúng gì cũng được. Cúng gì cũng được. Vịt quay. Mỡ lắm. Gà quay. Y chang vịt quay. Cúc chiên bơ. Nhỏ lắm. Cái gì cũng được, đồ mặn thì không xong. À đúng rồi, con cúng đồ ngọt, bánh bông lan. Khô cổ lắm. Bánh ít. Ít quá ăn chi. Bánh nhiều. Nhiều ăn không nổi. Bánh giò. Giò là đồ mặn. Trời ơi, vậy cúng cái gì đây? Cúng gì cũng được. Cúng cái gì cũng được mà nói ra cái gì cũng không được. Hai ông như vậy không lẽ con dắt đi đầm sen? Yeah! Hai vậy với em nha. À, quyết định vậy đi. Dạ hai ông ơi, hôm qua con mơ một giấc mơ khủng khiếp lắm. Nó rất là ghê gớm. Nó... Mơ gì nói ta nghe. Dạ thưa hai ông, tối qua con nằm mơ con thấy con ăn nguyên hộp phấn không bụi. Vậy con quýnh số nào ông? Nằm mơ thấy ăn nguyên một hộp phấn không bụi. Quýnh cô giáo đi. Dạ cảm ơn ông. Vậy ông kiếm cái cây đã. Quán đã. Ủa thôi em bị điên hả? Tự nhiên xuống ta đi đánh cô giáo vậy? Không có. Ý là kêu cô giáo số máy thì đánh vô. Trời ơi, cô giáo làm gì có số cho đánh. Ai biết. Kìa con, đừng nghe lời hắn mà đánh cô giáo. Cho ta hỏi cô giáo con có gia đình không? Dạ nhà cô giáo con 4 người. Hai vợ chồng với hai đứa con. Được, cô giáo con bao nhiêu tuổi? Dạ 25. Chồng cô giáo bao nhiêu tuổi? Dạ 28. Còn hai đứa con? Dạ đứa 6, đứa 8. Số nhiều mà đánh số nhà đi cho nó gọn. Cái gì vậy? Ông ơi, bây giờ số nhà của cô giáo con nó kỳ lắm. 25, 28, xẹt 195, xẹt 67, xẹt 43. Giờ đánh số nào? Đánh cái dấu sẹt đi. Cái dấu sẹt sao đánh được? Ủa chứ bây giờ nhiều số quá, đánh số nào bây giờ? Không mấy, còn cách kêu cô giáo bán nhà về ra mặt tiền ở cho mình dễ đánh đề. Dạ cảm ơn ông, về kêu cô giáo bán. Khoan đã. Nè anh hai. Hả? Trời ơi, đợi cô giáo bán nhà thì biết bao giờ mới có vé đạp xe đi chơi. Chứ giờ sao? Nè, không cần phải đánh số nhà cô giáo nữa. Chứ bây giờ đánh cái gì? Hồi nãy giờ hai ông cứ vọng vọng không cho con số mà. Lấy số nào con đánh? Con đánh số con mới trả lễ hai ông được chứ. Rồi đánh số 02 đi. Ủa sao 02? Mã số của tôi đó.
Thôi đừng đánh 02, đánh 05 đi. 05 mã số nào nữa? Thằng đó đẹp trai lắm. 02 05 02 05 02 Giờ đánh không mấy? 02, 05 luôn. Bao lô thì Vĩnh Long luôn nha. Còn lại hai ông. Như vậy là hai ông đã hiển linh rồi. Con quyết định ngày mai con sẽ dốc hết tài sản của con, nhà cửa, ruộng vườn, sổ đỏ, sổ hồng. Con xuống xác 0205 mà con lên đời. Ủa đây hả? Gia già mắc dịch thì ra ông ra đây ông đánh số đề đúng không? Ngày nào ông cũng ra đây đúng không? Còn bà, đêm hôm khuya khoắt trang điểm lẹ lẹt, quýnh cái mỏ như miếng thịt bò, đi đâu? Tôi đi đâu? Kệ tôi, mắc khuê tới ông. Bà lén phén theo trai đúng không? Là khi nào ông có bằng chứng rõ ràng ông hãy nói vậy chứ. Mệt quá, bây giờ bà muốn gì? Bây giờ muốn cái gì? Ly gì? Xin ông thần tài thổ địa, xin hai ông hãy phù hộ cho con sớm tìm được hai đứa con của con. Nó bỏ nhà đi cả tuần nay rồi, nếu con tìm được nó, con xin hậu tạ hai ông. Con nghe cái miếu này nó linh thiêng lắm, hy vọng là con cầu xin hôm nay, ngày mai hai đứa con nó sẽ về với con. Chưa cả tuần nay á, con đi khắp mọi nơi để tìm hai đứa đó. Con qua trường học cũng không có, con vô sân banh tụi nó hay chơi cũng không có. Mà cũng lỗi tại con hết hai ông ơi. Con lo buôn bán không, con không để ý tới hai đứa nhỏ. Mà tại vì gần Tết rồi, con phải tranh thủ mấy ngày này con buôn bán chứ, để con để dành tiền mua sắm đồ cho tụi nó mặc cho bằng bạn bằng bè. Đây nè, con để dành tiền được chứ bộ. Đây nè, có, con để dành hết á. Nè, tiền này nè, để mua cái áo mới cho thằng hai. Còn phần này nè, con mua đồ chơi cho thằng Út. Mà bây giờ tiền có ở đây rồi, con đâu? Con cầu xin hai ông giúp cho con tìm được hai đứa nhỏ. Hai ơi, Út ơi, tụi con ở đâu thì về với mẹ. 30 Tết sắp tới rồi, con ơi. Mẹ. Mẹ, tụi con đâu mẹ? Mẹ, con, trời ơi, cái gì vậy? Con nè, trời đất ơi, sao hết đây? Hai Út, anh hai dẫn con lại đây ăn cắp đồ ăn của người ta hả? Cái gì kỳ vậy hai? Tại mấy đứa bạn của tụi con á, nó chơi con với em Út là Tết mà không có quần áo đẹp mặc. Cái tụi nó nói là con không được đi chơi như tụi nó. Tụi con quê quá, tụi con bỏ nhà đi luôn. Quê cái gì kỳ cục vậy không biết nữa. Lỗi tại mẹ mày không chăm sóc được cho hai đứa đâu, đi về đi. Ủa mà khoan đã, sao tự nhiên đồ đó hai đứa mặc kỳ cục vậy nè? Trời đất ơi, lấy đồ lấy trong miếu của ông thần tài thú địa. Như vậy không được, phạm chết. Con xin lỗi hai. Ủa hai ông đâu? Dạ giấu rồi mà. Giấu rồi nào? Hồi nãy anh hai làm bể, hai kêu giấu vô. Trời đất ơi, không được, không được. Làm như vậy là phạm chết. Bây giờ như vậy nè, chưa có ai thấy, mày dẫn hai đứa về nhà hay không? Thay đồ ra, rồi giặt sạch sẽ đàng hoàng, để lại cho hai ông dựng hai ông lại, nghe không? Dạ, nếu làm như vậy á, hai ông thần tài thổ địa phạt mình chết. Dạ, vậy dạ. Con, đứng lên. Dạ, hai ông ơi, con xin hai ông. Lỗi lầm của con không dạ. Để hai đứa con của con, xin hãy trừng phạt con. Dạ. Lỗi là của con là thằng cầm đầu nè. Dạ không đâu hai ông ơi, thiệt ra con là đứa đưa đầu cho anh hai con cầm. Hai ông phạt con đi hai ông ơi. Dạ con, đừng phạt hai đứa con của con. Con là mẹ mà con không dạy tới nơi tới chốn, mũi dạy lái chịu đòn hãy phạt con. Mẹ, để cho mẹ. Con cảm ơn. Được, vậy thì ta sẽ trị tội mẹ các ngươi. Dạ thôi, con phạt không. Nếu như vậy thì ta sẽ trị tội cả ba. Dạ. Hãy chuẩn bị đón nhận hình phạt.
Hai đứa trẻ đã phạm tội, nhưng ta thấy được hoàn cảnh và tấm lòng của ba mẹ con. Vì vậy, chúng ta đã quyết định dành tặng cho ba mẹ con một mùa xuân an lành và hạnh phúc. Con cảm ơn hai ông. Nhà nhà hạnh phúc đón xuân vừa sang, mang thêm bao điều bình an. Chúc nhau không phiền lo, gia đình luôn ấm no. Chúc nhau nhiều điều may, trái tim yêu thần nồng say. Vui xuân vầy, đón Tết này. Mùa xuân về mang bình an qua đây. Người người cùng đón Tết xuân về đây. Nắng xuân tô hồng trời mây. Pháo hoa đeo mùa xuân, quay quần bên bánh chưng. Hát khúc ca mùa xuân, trái tim thêm mừng rộn vui. Hãy yêu người, cất tiếng cười. Mùa xuân tràn dâng về đây.